Thực chất thì La Bàn Sơn trở về với quê hương thứ hai, mà cái trình độ chuyên môn và khả năng của La Bàn Sơn thì chắc không nói, cũng mọi người cũng biết anh là một trong những ngoại binh ghi bàn gọi là phải gọi dạng là thượng hạng của bóng đá V-League Việt Nam trong những mùa giải gần đây. Với sự đầu tư mạnh mẽ thì ban lãnh đạo đội bóng cũng như tập đoàn đã đưa Văn Toàn về với sân Thiên Trường, thì chắc chắn là phải có cái mục tiêu rõ ràng, thì ban lãnh đạo cũng như tập đoàn Xuân Thiện đầu tư thì chắc chắn là năm nay Nam Định cố gắng là giành vị trí cao nhất có thể. Dương Gia Sơn Son quay quay lại mới như mái nhà cũ, thì cậu ấy năm ngoái, như năm ngoái cậu ấy trong màu áo của Bình Định ấy, là đã là vua phá lưới. Năm nay hy vọng với dàn cầu thủ chất lượng của Thép Sắt Nam Định, hy vọng cùng Văn Toàn, một tiền đạo rất xuất sắc nhạy bén của V-League, thì cũng hy vọng Nam Định sẽ chắp cánh cho hai hợp đồng quan tấn đấy trở nên nổi trội và đưa Nam Định lên một thứ hạng rất cao. Chú thì theo quan điểm chú thì nếu như mà các chú ấy mà đá nhiệt tình, nhiệt huyết như thời ông Bắc thì chắc chắn là sẽ thành công rực rỡ ở cái đội Nam Định này thôi. Sau khi trên thông tin này chú, mà sau khi nhất là tỉnh Nam Định, Liên đoàn bóng đá trong tổ tỉnh nhà chúng tôi mà được thứ nhất là được về tất cả là Văn Toàn này và tất cả các cầu thủ ngoại, là và chúng tôi cảm thấy là phấn khởi, và chúng tôi dựa vào cái niềm tin đấy là rất là tốt ạ. Cái niềm tin đấy chúng tôi rất là tự hào và cảm thấy là rất là phấn khởi. Với chất lượng chuyên môn thì mình nghĩ là ban huấn luyện cũng đã lựa chọn, thì mình nghĩ đây là hai cầu thủ chất lượng và đã được khẳng định. Còn với trận đấu hôm nay thì mình nghĩ là với không biết là cầu thủ đã quen với lối chơi của toàn đội hay chưa, thì sau trận đấu này thì sẽ mình cổ động viên sẽ biết được cái điều đó. Mới trở lại Việt Nam để thi đấu thôi, nhưng tôi nghĩ rằng là thầy bạn đã chưa đá từ đầu trận, cho nên là mà gặp một đội bóng non trẻ như chúng tôi thì cái sự thể hiện của Văn Toàn nó cũng là đẳng cấp từ xưa đến giờ rồi. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là bóng đá nó nghiệt ngã như vậy đấy. Còn đánh giá về Văn Toàn hôm nay thì tôi chưa thấy một chút gì nổi bật cả, tại vì bạn mới về, có thể là chưa hòa nhập với đồng đội mới. Thật sự là tôi thấy rất là cảm kích. Khi trận đấu bắt đầu thì nhìn trên khán đài rất là đông khán giả đến cổ vũ cho đội. Cảm ơn tất cả các cổ động viên Nam Định đã đến cổ vũ cho đội chiều nay. Xin giới thiệu với khán giả của kênh Vlog Minh Hải, tôi là Bùi Đức Nai, cổ động viên của bóng đá Nam Định với cái biệt hiệu là Nigel, một cái biệt hiệu mà cũng rất là nhiều người được biết đến. Sau 4 năm xa cách Thiên Trường, thực sự là trong lòng cũng như trái tim, dù có đi làm việc ở nơi đất khách quê người thì cũng luôn luôn là hướng về với sân động Thiên Trường, nơi mà có những cổ động viên nhiệt huyết nhất. Và sau những sự biến cố của mùa giải trước của cổ động viên thì cũng nhận được rất nhiều lời mời, từ những lời đề nghị từ ban huấn luyện cũng như là từ đơn vị chủ quản đội bóng cũng có lời mời để về xây dựng lại cái hình ảnh cổ động viên Nam Định. Thực sự đây là một cái trọng trách, một cái trọng trách quá là lớn vào cái thời điểm hiện tại để mà quay trở về Thiên Trường với một cái áp lực từ dư luận, rồi là những cái áp lực phía sau
hậu trường phải giải quyết tất cả mọi việc trước khi trở lại Nam Định. Thực sự là về tới sân vận động Thiên Trường, một cái cảm xúc nó ùa về với cá nhân tôi như là những người con xa xứ đi làm ăn xa mà trở về đoàn tụ gia đình với mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu mà cổ động viên mà nói là nhận được tiền từ đơn vị nọ rồi đơn vị kia thì đấy không phải, không gọi là cổ động viên, và đấy là những người được đi thuê về để cổ vũ. Còn nếu để mà cân đong đo đếm với cái tình yêu bóng đá và cái sự giả thù nào thì chắc chắn một điều rằng là tôi không về Nam Định để chung tay xây dựng cái hội cổ động viên bóng đá Nam Định từ hạng nhì, hạng nhất rồi nên thi đấu V-League. Nếu mà thực sự mà vì tiền thì không bao giờ tôi trở về Nam Định. Vì ở Hà Nội tôi cũng nhận được những lời đề nghị của một số câu lạc bộ đi cổ vũ cho các đội bóng ở Hà Nội, tôi cũng nhận được mức lương cố định và tôi trở về Nam Định với con số là không đồng, không nhận bất kỳ một khoản chi phí hay cũng không đòi hỏi bất kỳ một cái vấn đề gì liên quan đến tài chính từ phía nhà tài trợ. Hy vọng rằng sau quá khứ, những gì là quá khứ thì bây giờ chúng ta sẽ hướng đến cái hiện tại, gạt bỏ những cái tôi của mình đi, hướng lại Nam, lại một Thiên Trường, nơi mà luôn luôn được với mệnh danh là chào nửa và được mệnh danh Thiên Trường luôn luôn sẽ biến thành thiên đường của bộ môn bóng đá. Dạ, xin thưa với tất cả khán giả là năm nay không có cái gọi là hội cổ động viên Nam Định, và năm nay mô hình xây dựng cổ động viên của bóng đá Nam Định nó đúng theo cái cách của cổ động viên Hải Phòng làm, là nòng cốt sẽ là các FC của các huyện rồi đại diện trên thành phố Nam Định này cũng có 2-3 FC. Chúng tôi không gọi là hội cổ động viên Nam Định mà chúng tôi chỉ gọi là cổ động viên bóng đá Nam Định. Chúng tôi năm nay cũng kế hoạch tất cả được xây dựng và tổ chức làm sao một cách chuyên nghiệp, bài bản, lấy trái bóng tròn kết nối tình yêu bóng đá của con người Nam Định khắp trên mọi miền Tổ quốc, cũng như kiều bào Nam Định đang học tập và sinh sống tại mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng cái hình ảnh còn lấy lại những gì gọi là chào nửa, cố gắng qua từng trận đấu một. Hy vọng rằng một ngày gần nhất, cái tình yêu cháy bỏng với bóng đá Nam Định của người dân Thành Nam nó lại được, các khán đài lại được nấp đầy những cổ động viên nhiệt thành nhất của bóng đá Thành Nam. Thực chất là năm nay chúng tôi sẽ lại xây dựng lại từ đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt những cái gì tốt nhất có thể. Thì hy vọng rằng chúng có con số lượng khán giả sẽ đến sân đông theo từng trận đấu. Tất cả các FC từ khu vực phía Nam rồi khu vực Hà Nội và tất cả khu vực Nam Định này ngày hôm nay sẽ cố gắng làm thật tốt, làm sao truyền được thật nhiều cái lòng nhiệt huyết đam mê đến các cầu thủ. Hy vọng rằng năm nay ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, giành được cái thành tích cũng như cái kết quả cao nhất. Thực ra thì bóng chưa ăn, chúng ta cũng chưa nói được điều gì cả. Nhưng nhìn về cái lịch thi đấu thì
năm nay Nam Định sẽ là một năm khởi đầu gặp những đối thủ có thể là vừa tầm. Hy vọng là đáp lại cái sự mà tình yêu bóng đá của người Nam Định thì chắc chắn là ban huấn luyện cùng các cầu thủ cũng có những cái cố gắng để đáp lại cái tình yêu đấy. Thay mặt cho ban điều hành, cổ động viên bóng đá Nam Định, tôi xin chúc cho ban lãnh đạo cùng các cầu thủ tất cả khi bước ra sân hãy là người con giống như là một người con Nam Định thực thụ, mang trên mình chiếc áo số 18. Tôi là Trương Cung, hội cổ viên bóng đá Yên tại Nam Định. Tôi tham gia hội cổ viên bóng đá cũng cách đây khoảng 10 năm rồi, đi theo đội bóng. Và rất vui mừng khi V-League trở lại 2023-2024. Trong bóng đá thì có nhiều vấn đề về mặt chuyên môn và mọi thứ. Hội cổ động viên cũng có một thời gian là đã quay mặt với đội bóng. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều về tình yêu bóng đá cả. Như bóng đá của quê hương Nam Định. Nên là những người hâm mộ chân chính sẽ luôn đồng hành cùng đội bóng. Và mong đội bóng phát triển tốt hơn mùa giải này. Phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Đối với một số nguồn thông tin khác nhau thì nhiều nguồn gốc cũng rõ, nhưng mà với bản thân của những hội cổ động viên chân chính như tôi chẳng hạn thì không có vấn đề gì để có thay thế được tình yêu bóng đá với Nam Định cả. Không vấn đề vì tài chính hay tiền nong gì cả, mà chỉ là tình yêu từ trái tim thôi. Và tôi không bao giờ nhận tiền để quay lại với tình yêu bóng đá. Năm nay thì vào đầu mùa giải, hội cổ động viên cũng đã chuẩn bị rất tốt. Và phong cách cổ vũ thì nhiên là nó sẽ vẫn giống như trước. Và cũng một thời gian sẽ hòa nhịp với lối cổ động viên mới. Theo tôi nghĩ thì với bóng đá Nam Định, với con người Nam Định, những người mà đã hâm mộ bóng đá lâu năm thì họ sẽ không bao giờ quay mặt với bóng đá. Và họ sẽ hâm mộ bóng đá như những chào cờ trên trường, vẫn là chào cờ trên trường thôi, không thể thay thế được. Đối với riêng quan điểm của tôi ao ước là Nam Định sẽ lọt vào top 3. Còn mục tiêu xa hơn thì mình cũng không dám nói, nhưng mà top 3 là chắc chắn với thực lực và lực lượng năm nay. Chúc hôm nay là trận khai màn của Nam Định. Chúc huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và câu lạc bộ, các cầu thủ chiến đấu thật chi là tinh thần để đem đến cho người dân Nam Định một niềm tin vững chắc và một niềm tin vững chắc về bóng đá. Và hôm nay là tôi nghĩ là Nam Định sẽ thắng với tỷ số 2-0. Chú tên là Vũ Xuân Trúc ở phường Trần Quang Khải. Chú đi rất lâu rồi, sinh ra bóng đá Nam Định là chú có mặt luôn. Không, chú thì vẫn cứ một lòng là đồng lòng với đội bóng Nam Định, không có quay lưng lại, quyết tâm đi đến cùng và ủng hộ động viên đội đến cùng thì thôi. Đông khỏi cổ động viên thì nhìn chung là chắc rồi sẽ đông thôi. Nếu như mà đội mà lấy lại được cái tinh thần đá máu lửa, chiến thắng và không có vấn đề tất khuất gì cả thì chắc là cổ động viên càng đến đông hơn. Văn Toàn thì nói chung là cũng ngang tầm với Văn Thanh hoặc là Công Phượng thôi, chứ còn hơn thì chắc là không hơn được. Và người tôi thì cũng mong muốn cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là sẽ quyết tâm phấn đấu năm nay là đạt giải nhất, vô địch. Tôi là Vũ Văn An, quê hương là Yên Lộc, Yên Nam Định ạ. Báo cáo là tôi là người rất hâm mộ bóng đá, mà tôi đã tham gia bóng đá trong là hơn được 10 năm rồi. Thế là mùa giải nào tôi cũng tham gia. Báo cáo về là tôi là một người rất là đam mê và rất là yêu đội bóng đá của chúng tôi, luôn luôn nằm trong trái tim tôi. Mà tôi không thể nào quên được, dù cho bất kỳ trong cái hoàn cảnh nào mà có động viên người ta như thế nào cho nữa, cho tôi luôn luôn là đội bóng đá nằm trong trái tim tôi. Tất cả là vì cái tinh thần và cái tấm lòng nhiệt huyết và với đội bóng là chúng tôi sẽ về với sân nhà và với đội bóng của nhà thôi, chứ không có một cái động lực gì khác, không có một cái vấn đề gì khác. Dạ, báo cáo là năm nay là về là cái mùa bắt đầu cái trận đấu ngày hôm nay với cái tinh thần, nghĩa là tôi cái xu hướng chung là về đây rất là đông và rất là thoải mái, rất là vui ạ. Vâng, hôm nay là cái trận đầu tiên tôi với tư cách là người hâm mộ bóng đá cũng nói chung
nói người năm tôi thay sẽ thay mặt cho tất cả những người là nhân dân Ý Yên chúng tôi với cái tinh thần là bóng đá làm chúng tôi luôn luôn chúc cho hai đội ngày hôm nay với cái tinh thần đoàn kết hữu nghị và đấu làm sao để cho tất cả là người hâm mộ chúng ta giành được một cái và căn cứ vào mấy năm nay thì nói chung là Nam Định chúng tôi cũng đầu tư rất nhiều về thứ nhất là tiền và hai nữa là dành cho nhiều những cầu thủ về đây. Cái tâm tư nguyện vọng của Nam Định chúng tôi cứ mong là sao là với đứng thứ hai, thắng giành đứng thứ hai đó khiêm tốn nhất. Nhưng mà mong muốn làm sao là chiến thắng thì ai cũng là muốn làm sao đứng là thứ nhất, nhưng mà thôi thì với cái cá nhân tôi thì mong muốn làm sao hay là càng sâu càng tốt ạ. Và càng đi cao càng tốt ạ. Vâng. Tôi là cổ động viên thuộc FC Ý Yên. Cổ động viên của bóng đá Nam Định thuộc FC Ý Yên. Cách đây 3 ngày thì hội cổ động viên Ý Yên cũng có tổ chức buổi gọi là khởi động mùa giải mới. Hôm đó thì tất cả các cổ động viên Ý Yên và cổ động viên bóng đá Nam Định thì cũng đã tập trung và cũng rất là sôi nổi và hy vọng là một mùa giải thành công với bóng đá Nam Định và cũng là sự đoàn kết của cổ động viên Nam Định cũng như cổ động viên FC Yên nói riêng là cũng sẽ vẫn đến sân. Và hôm nay dự kiến FC Yên của mình ấy là sẽ đi là chắc chắn là rất đông. Thì thực ra là trong bóng đá ấy, thì nó còn nhiều những cái ngoài lề. Đúng là cổ động viên cũng hơi buồn về thất bại với trước Công an Nhân dân. Nhưng mà đấy cũng chỉ là những cái gọi là cái bức xúc bộc phát thôi. Còn đã là một cổ động viên bóng đá Nam Định ấy, thì chúng tôi vẫn luôn đồng hành, cũng chỉ là giận dỗi một chút thôi. Không phải là quay lưng lại hoàn toàn. Thực ra là đối với cổ động viên bóng đá Nam Định ấy, thì cái việc nhà tài trợ Thép Xuân Tiện ấy, với cái thông tin là chi tiền để lôi kéo cổ động viên, thì mình nghĩ thì cái đấy thì thực ra là nguyên nhân như thực tế như nào thì mình cũng không nắm rõ, nói thật vậy. Nhưng mà như bản thân mình và cổ động viên Ý Yên ấy, thì là chưa có những cái thông tin chính xác về những cái việc như thế cả. Nói chỉ nghe đó là ngoài lề thôi. Với một người theo dõi bóng đá Nam Định thì cũng được nhiều năm ấy, thì chắc chắn sân Thiên Trường cũng sẽ vẫn rực lửa. Cổ động viên cũng vẫn vì màu cờ sao áo, về đội bóng của quê hương, chắc chắn sẽ là vẫn là một trong những cái sân mà đông cổ động viên nhất. Mình chắc chắn một điều nó là như vậy. Hy vọng là sẽ có chiến thắng đầu tiên trên sân Thiên Trường. Với tất cả những trận đấu mở màn của các mùa giải thì đội bóng Thành Nam luôn có điểm. Đấy. Và mình cũng chúc ban huấn luyện cũng như các cầu thủ của Thép Xanh Nam Định là sẽ đoàn kết và sẽ có một chiến thắng đầu tay. Thì tôi nghĩ rằng là bóng đá phải có những khán cổ động viên như vậy. Tại vì Thiên Trường hay Hải Phòng thì đều là trào lửa rồi. Tôi rất thích cái không khí ở đây. Mà thật sự nếu như được công hiến, được thi đấu và công hiến, tôi rất thích đá ở cái môi trường này. Với Ra Vê Sơn thì trận đấu chiều nay tôi đánh giá là bạn ấy chưa đạt yêu cầu. Tốt, chưa tốt. Còn Văn Toàn thì thực tế là khi Văn Toàn trở về từ đội tuyển, chỉ có 2 ngày tập trung với đội. Do vậy là tôi cũng tính toán để bạn ấy thi đấu hiệp 2 tùy từng thời điểm. Và khi mà tung bạn ấy vào thi đấu hiệp 2 thì rõ ràng là bạn đã thể hiện được những cái phẩm chất tốt của bạn.